mưa vừa xuống là một cái luồng bọt trắng xóa cao khoảng nửa thước á trôi xuống, nó tan ra cái chỗ đường này là còn lại cứ 20 đến 30 phân. Bắt đầu cá nó nổi lên. Sau cơn mưa là bọt nó trôi đi hết, nó theo nước đi hết, nó không có cặn gì đâu. Vào khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 5, người dân tại tổ dân phố 8, phường Tự An rất bất ngờ khi thấy dòng nước ở tuyến kênh thủy lợi chảy qua địa bàn bị phủ bằng một lớp bọt trắng xóa kéo dài gần 1 km. Đây là lần đầu dòng kênh xuất hiện hiện tượng bọt trắng nên bà con xung quanh rất lo lắng. Cũng theo phản ánh của người dân, bọt này không có mùi nhưng khi tiếp xúc gần thì cảm giác bị sặc, dính lên chân, nhiều người có cảm giác nhớt nhớt. Nhiều bọt lắm, quá trời bọt, đen tu cả đường, đen trắng bóc, sợ chất á. Chứ mọi mình năm đâu có bị về đâu. Hiện lực lượng chức năng phường Tự An đang tiến hành kiểm tra xác minh dòng nước này là gì và chảy ra từ nguồn nào.